Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay ngày 22 tháng 5 2020, tôi được các anh trong khu vực xã Vạn Thắng, Ba Vì, thành phố Hà Nội mời vào nhà anh Dương Văn Cường để tham quan vườn lan. Và cụ thể hơn cả là có một giò lan 5 cánh trắng Phú Thọ đang nở hoa. Muốn cái hình ảnh của cánh hoa 5 cánh trắng Phú Thọ đến với công chúng đẹp như thế nào thì Đỗ Sinh cũng sẽ chia sẻ đến với các bạn yêu cây cảnh và hoa lan trên toàn quốc. Trước khi đến với những giò lan đẹp, chúng ta tiếp xúc với một cây sung. Đây là cây sung dáng huyền, có cái bệ gốc rất là đẹp cộng với cái đường truyền của thân cây tạo cái dáng huyền nhìn rất là hấp dẫn. Bên kia chú trồng cây ớt à? Rồi. Thôi. Đang ớt đang quả sắp chín sắp ăn lại đi cắt bỏ. Ớt đấy em nhiều lắm. Nhưng cái đường này đi của thân rất hay. Bệ đẹp. Và đây là những cái vòi quả của lưới trước này. Anh nói là đã có rất nhiều quả rồi đúng không? Này. Hôm nay mà lại đeo quả sai chữ thì tuyệt vời quá. Cây sung thì rất là bắt mắt. Vâng. Cây này giờ mà giao lưu giá bao nhiêu anh Cường? 15 triệu. 15 triệu à? 15 triệu. Vâng. Và vỏ lên vảy rồng hết rồi, nó rất là già thôi. 15 triệu. Anh Dương Thế Cường à? Dương Văn Cường. Dương Văn Cường. Vâng, chia tay với cây khế dáng huyền, chúng ta đến với cây sung dáng huyền, chúng ta đến với một cây khế cũng rất là có cái thân, một cây khế dáng lùn lực rất hay đây. Địa chỉ vườn anh Dương Văn Cường là ở đây là thôn gì? Thôn Quang Ngọc, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Cây khế hai thân. Quá đẹp. Cồn tít. Hai cây này hình như là nó khác gốc sao anh nhỉ? Không phải chung gốc đâu. Cây liền đấy. Liền gốc á? Liền luôn. À đây à. À đúng rồi, bên này. Nhìn bên này mới rõ. Hay quá, huynh đệ. Bệ gốc rất đẹp mà lớn như thế này mà chiều cao chỉ vậy thôi, là những cái ghế tầm trung. Quá đẳng. Cây này giao lưu nào anh Cường? Giao lưu 30 triệu. 30 triệu à? Vâng. Và...
Số điện thoại của anh Dương Văn Cường ở trên màn hình phút đầu phút cuối tôi cũng đăng tải để chúng ta cùng nhau giao lưu. Tiếp đến là một cây cũng cây khế nữa. Nhưng mà cây này có cái dáng rất đặc biệt, cây khế ba thân và lại có cái dáng là văn nhân. Đây. Rất là cao. Anh khoảng từ mặt chậu lên đến đỉnh ngọn của cái thân cao nhất là bao nhiêu nhỉ? Có mét mốt à? Mét 15. Đấy, làm dáng trực văn nhân. Và các cái tay chì anh đã uốn dáng chữ triện, tức là cánh buông xuống, vuông góc. Cây khế này mà giao dịch thì thế nào anh ơi? 5 triệu. Mấy? 5 triệu. 5 triệu à? Được. Và ta đến với một cây ruối. Một cây ruối cổ thụ đây. Dịp này nó đang thay lá sao? À nó ra lộc non nhưng mà nó vẫn có lá vàng. Cây nhà tôi thế. Vâng, bông tán anh làm cũng nhiều dăm tước rồi, cũng lâu rồi. Cây dưới này giao lưu nào anh? 150 triệu. Rồi. Và đây là cây hoa giấy. À, không tưới nào để nó héo này. Vâng, chia tay với mấy tác phẩm cây cảnh nghệ thuật, chúng ta đến với khu vực vườn lan của anh Dương Văn Cường. Tôi được biết là anh Dương Văn Cường có những cái giò lan quý như ví dụ như năm cánh trắng Phú Thọ và HO. Và anh cũng đang sưu tập và chơi một số những giò lan kiếm. Một số những chậu lan kiếm đang phát triển rất tốt. Đấy, chậu này đẻ ra hai cái mầm liền luôn. Chúng ta quan sát qua cái khung cảnh chung của cái khu vực vườn lan của anh Dương Văn Cường. Sau đó một chốc nữa thôi thì khoảng độ 30 phút nữa thì anh em trong làng chơi lan trong khu vực và chơi cây cảnh nữa đến đây để giao lưu cùng với vườn lan anh Dương Văn Cường để tận mục sở thị và chứng kiến một giò lan năm cánh trắng Phú Thọ nở hoa rất là đẹp đây. Đấy. Đấy.
À, đứng đấy để ông chụp kiểu ảnh nhá. Rồi, nhìn đến đây. Đặt tay vào giỏ lan, đặt tay vào vào cái giỏ được. Rồi, nhìn đến đây ông chụp, rất đẹp, ông chụp nhá. Rồi, đẹp rồi. Vâng. À, anh bao nhiêu thời gian anh mới đón nhận được cái ngày nó nở hoa này? Tức là cây này nuôi một năm. Một năm trời rồi? Một năm trời. Đẹp thế nhỉ? Một năm từ một cái kỳ. Từ một kỳ? Tức là có một đốt đấy. Vâng. Thế xong mua lại của anh, của một chú em. Mua lại một chú em tên là Đồng. Ông quay vào trước đây, tên của Đồng. Chú rồi. Đồng ở Trâm Mơ. Rồi. Chú Đồng ở Trâm Mơ, con nhà Mọ Liên Đồng. Đây cái kỳ cũ của nó đây, vẫn còn cái vết cũ này. Khoảng đến một đốt. Một đốt của nó. Sau nó nảy ra cái mắt này. Nảy ra đây thì chú Đồng chú nuôi, xong thì là coi thế là tôi mua lại của chú Đồng cho mơ. Rồi. Vâng, tí nữa anh em đến sẽ được thưởng thức. Và anh còn có một số những giò, ví dụ như của HO thì đây là Hiển Oanh này. Vâng. Đúng không? Hiển Oanh Phú Thọ. Phú Thọ. Vâng. Còn một nhiều loại cũng có một nhiều là một số khác nữa. Bây giờ thế đoạn trong nữa thì anh em trong khu vực chơi hoa lan đến đây giao lưu thì Đỗ Sinh sẽ làm một cuốn video riêng để chúng ta cùng nhau thưởng thức. Bây giờ Đỗ Sinh sẽ tạm dừng cuốn video này để chờ khoảng 30 phút nữa anh em trong làng chơi hoa lan cũng như là chơi cây cảnh khu vực đến để giao lưu cùng với vườn lan anh Dương Văn Cường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.